Em tên Trung, sống và lớn lên ở Hồ Chí Minh, nghề nghiệp tài xế, năm nay 41 tuổi. Rồi, mời chị giới thiệu. Quê quán thì Bắc Giang, sinh ra thì ở Tây Ninh, sống và lớn lên ở Long Thành, Đồng Nai. Hiện giờ mình đang làm công việc gì? Giờ bán bánh mì hamburger được 3 năm. Ủa nãy anh nói hiện giờ anh đang lái xe, nhưng mà nhà anh ở đâu anh? Anh ở quận 8 em. Quận 8, chị bao nhiêu tuổi ạ? Mình năm nay là 44 tuổi ạ. 44? Anh 41. 41 tuổi gì ta? Tuổi thìn. 44 tuổi gì ta? Tuổi tý ạ. Tuổi tý hả? Tý thìn hạp lắm ạ. Tý thìn thìn tam hạp. Tam hạp. Hay rồi. Vậy là mình đã có trải qua mối tình nào chưa chị? Nói chung là cũng đổ vỡ trong hôn nhân. Dạ. Có một cháu trai 15 tuổi. Vậy lúc mà con chị lớn bao lâu thì mình đổ vỡ chị? Lúc con mới có 2 tháng là đã chia tay rồi. Vậy là 15 năm rồi. Sao 15 hả? Năm rồi? Dạ, đúng rồi ạ. Chị đóng cửa cứ ngắt luôn vậy đó hả? Rồi để anh mở cửa cho em. Thôi. Ủa vậy anh trai bên kia mình đã có mối tình nào chưa anh? Anh trải được 3 mối tình em. Dạ. Mối tình thứ nhất thì giống như là tuổi trẻ bồng bột. Dạ. Trời, bồng bột quá. Khó bồng bột lắm. 20 năm trước anh Linh. Em nói 20 năm trước á. Mối tình thứ hai thì nó cũng được trải được 10 năm. 10 năm nữa hả? Không lấy nhau sao dễ trục trặc anh? Thì nguyên nhân thì coi tánh hai đứa thì nó người nghĩ này người nghĩ kia, nó không có hợp. Còn mối tình thứ ba nữa là hoàn cảnh. Hoàn cảnh sao anh? Thì hoàn cảnh người ta giống như là cô ấy kêu cưới thì cũng hoàn cảnh cũng không đến đáp ứng nổi nhu cầu á. Nhưng túm lại là giờ mình vẫn độc thân đúng không anh? Độc thân như tính luôn. Chị bên đây lớn tuổi hơn mình, anh có ngại không? Không em ơi, anh nghe cái tí tí là anh thình anh phái à. Vậy hả? Bản thân chị có ngại chồng tương lai mình bây giờ là nhỏ hơn mình thì nói chung nhỏ hơn một vài tuổi thì không sao, nhưng mà anh thì giờ hiện giờ vẫn độc thân, mình đã đổ vỡ trong hôn nhân, không biết anh có ngại điều này không à? Không sao em ơi, anh già hơn em nhiều. Không biết ông này sao mà nãy giờ nói chuyện tôi nghe tôi ấn tượng ghê nha, mà có vẻ hơi gì nó sốc tôi nha. Anh tự tin lắm, nói chung là anh cũng là một người va chạm cuộc sống rất là nhiều đúng không anh? Đúng rồi Linh. Giờ hoàn cảnh của chị là cũng 15 năm nay mình cũng chiếc bóng rồi ha. Bây giờ khi mà mình mở lòng ra thì chắc chắn mình cũng phải đặt ra những cái tiêu chí cho nó chắc chắn như thế nào đó thì mình mới tiến tới đúng không chị? Dạ đúng rồi. Yêu cầu bạn trai thì cũng không có gì cao hết, chỉ là sống trách nhiệm, rồi biết quan tâm đến gia đình, chia sẻ vợ con, vậy là được rồi. Cao thì 1m65 trở lên. Anh 1m73 lận em, nặng 80kg. Dữ gì? Được không chị? Dư chút. Dư rồi, được rồi. Được không chị? Dạ, được. Đỡ phải nuôi hả? Dạ. Chị? Đỡ cực. Về tính tình thì như thế nào? Tính tình hả? Nó vui vẻ đi, hòa đồng, đừng có nóng tính, với lại đừng có nhậu nhiều quá. Ồ, có nhậu mà anh? Từng nhậu một lần, nóng tính là thỉnh thoảng. Đừng có gia trưởng nữa. Không, gia trưởng không có. Anh trai, đặt ra cái mẫu chuẩn của anh là như thế nào không? Thì mẫu người vui vẻ giống như Phi Phụng diễn viên. Thì đẹp như các tường là được rồi. Chị, nhưng mà 15 năm nay mình không có yêu ai hết rồi, sao hôm nay là động lực nào mình đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Là con trai đăng ký chương trình. Trời ơi, con trai đi tìm chồng cho mẹ luôn hả? Trời ơi, hay quá. Hay gì ta? Để em qua em coi mặt ảnh. Chào em. Dạ, chào anh. Nhìn mặt anh có gia trưởng không? Ngó kỹ nha, mặt vàng lắm á. Cái bụng anh bự quá, anh ngồi thẳng thẳng. Thì đó, tới 80kg là nó vậy đó. Ngồi có chỗ một, ngồi hoài từ sáng tới chiều vậy đó. Có tập thể dục không? Không, bởi vì nó mới vậy nè. Vậy hả? Mình có chuẩn bị gì để tiến tới hôn nhân cho anh? Thì mình chuẩn bị tinh thần rồi đó. Tinh thần nói làm cái gì? Ý hỏi là giờ mình bốn mấy tuổi rồi ở đâu? Ở đâu cũng được hết. Rồi. Ở đâu cũng được là sao? Thì mướn nhà cũng được, ở nhà anh cũng được, ở nhà mình vợ cũng được. Ở nhà anh là ở đâu? Đã nói quận 8 rồi mà. Dài anh đang ở ba mẹ. Dài nữa. Với hai em gái. Gái lấy chồng chưa? Có chồng hết rồi. Ở chung trong nhà luôn? Ở chung luôn. Nhà bự lắm hả? Bự lắm. Năm này vui nha. Ngang năm dài 16. Rồi cũng bự ha. Rồi thí dụ giờ về ở chung rồi, còn con trai của vợ thì ở đâu? Phải hỏi người đó chứ sao. Không, anh là trụ cột trong gia đình. Thì trụ cột thì mẹ ở đâu thì đó, thì bất cứ mình thương vợ thì phải thương con luôn. Này anh nói nha. Nơi đó thì nói thật mà. Chắc chắn nha. Ông ta nói một lời là giữ lời hả? Đúng anh. Anh có tật xấu gì không? Có. Tật gì anh? Nóng tánh. Rồi. Hay quên. Rồi. Ngái. Ngủ ngái hả? Ủa, cái bụng này chắc ngái dữ lắm. Trời, ngái là ok luôn. Đâu rồi. Chứ tập thể dục đi, có tuổi rồi tập cho nó để cũng định tập tim mạch đồ này kia đủ thứ hết.
cơ bản thì cũng được, không ảnh già hơn chị nữa đó, đi đừng lo. Dạ. Già lắm, thời gian dày xéo bên. Ê, trên mặt dữ lắm rồi. Coi đàn gái thế nào nha thầy ha. Dạ, chào Nguyên Linh. Bây giờ chị là chị ở với ai? À, cũng ở chung với mẹ với con trai. À, con trai. Nếu mà bắt rễ luôn cũng được không? Bắt rễ thì cũng được. Cũng được. Rồi, làm dâu được không? Làm dâu thì cũng được. Cũng được. Thôi, bên đây gì cũng dễ hay là cũng dễ lắm. Rồi, dạ, chị hôm nay chị có đi với ai không? Đi với mẹ với con trai với bạn. Có con trai đi theo luôn ha. Dạ. Dạ chào bác. Trước tiên tôi xin chào hai cháu Cát Tường và Huyền Linh. Dạ, chào bà. Ngày hôm nay cũng như là hai cháu, dạ, ông Mai bà Mối, dạ, đã tạo điều kiện cho con gái tôi là Hồng Trang chút nữa để được gặp gỡ cậu gì tôi không có nghe. Dạ, con Linh Trung, con chào bác. Và tôi mong rằng sau lần gặp gỡ hai người cũng tạo cơ hội cho nhau để có những buổi hẹn hò đầy lãng mạn và thú vị. Trời ơi. Hay quá, hay luôn. Và tôi cũng mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với hai người trong tương lai. Dạ, con cảm ơn. Mà Hồng Trang, mẹ thấy cái cậu Trung bên đây thì cũng hoạt bát vui vẻ, ngoại hình thì cũng được. Thật thì hai người cũng nên tạo cho nhau một, đầu tiên là một buổi xem phim thật lãng mạn và vui vẻ. Rồi sau đó chuyện gì sẽ đến, nó sẽ đến. Dạ. Rồi con trai. Con trai dễ thương quá, đăng ký cho mẹ tham gia chương trình luôn ha. Dạ. Rồi con nhận xét như thế nào? Con thì con không dám đánh giá gì về chú. Con chỉ mong là nếu chú và mẹ con tiến tới được với nhau thì nửa đoạn đường còn lại của mẹ con mong là sẽ được vui vẻ và hạnh phúc. Còn thưa bác, thì nãy giờ bác nói chuyện con rất là thích, rất là vui. Thì con mong là trân trọng những gì bác nói là sẽ thành hiện thực. Con cảm ơn bác. Rồi nói chuyện với con trai nữa. Nãy giờ chú nghe con nói, thì con cứ nhận xét cho mẹ nghe. Thì cách con nhìn bề ngoài sao, thì con cứ nói cho mẹ biết. Cứ nói không sao hết. Mẹ chú bên đây cũng nhìn thấy cũng vui vẻ, okay. Dễ thương. Cái vui là chú vui rồi đó. Chú lúc nào cũng vui hết đó. Dạ. Chú có chắc là sau này chú sẽ thương và quan tâm cho mẹ con và con? Tại lúc đầu chú vô chú nói rồi, nếu chú thương mẹ con sẽ thương con. Dạ. Chú nói ngắn gọn đơn giản vậy thôi. Dạ vậy thì con cảm ơn chú. Hay quá. Xúc động quá. Mình nghe mình rất là cảm động vì lời nói của bác gái dưới ha. Thôi, yeah. Nếu mà nhìn mà mình thấy tâm đầu ý hợp đó, yeah, thì chăm sóc lẫn nhau cái quãng đường còn lại anh nha. Cảm ơn Linh. Rồi, kéo màn lên đi. Kéo màn lên. Rồi, kéo bức màn lên, em thấy anh nhìn anh sao? Dạ thì cũng như tưởng tượng của em ạ. Anh nhận xét em thế nào ạ? Thì em khuôn mặt nhìn có hậu. Thì có bé Bi cũng 15 tuổi rồi. Lời. Lời. Đúng không tôi? Lời. Lời. Lời đó, vô thấy vô mắt hay lời nữa, thấy không? Thì thấy em cười tươi, tuổi thì cũng hợp nữa. Thấy cũng có lý. Thôi, có lý. Đó là rồi, mẹ vợ tương lai cũng tôi tí nữa. Rồi, về quá hợp luôn. Dạ. Bây giờ anh nói chuyện với chị á, anh thấy cái trái tim mình nó có rung động gì không? Nó cũng hơi. Có rồi đúng không? Có rồi. Chị? Dạ, cũng thấy đập mạnh. Đập mạnh luôn em rồi đó. Thì em phái rồi. Những cái gì anh hứa là anh phải thực hiện được. Anh nói là trước hàng triệu người đấy. Đúng. Nha. Này em nói thì cái gì đó mà có cái duyên là em phải nắm bắt. Anh bắt tay tôi cái nữa coi. Tuyệt vời. Thưa thầy, để tay nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha anh chị. Dưới là có mẹ, có con trai, có gia đình, có em gái của mình. Tất cả mọi người đang chứng kiến giây phút này rất là thiêng liêng và rất là quan trọng. 1 2 3
hết thời gian. Bây giờ anh nắm tay chị đi. Nắm tay nào. Đây là chiếc vé xem phim. Các chị có thể đi xem ngay bây giờ ở hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng để có thời gian lãng mạn bên nhau ha.